Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cái máy in Canon 8630, 8620 nó giống giống nhau. Tốc độ in của nó là 37 trang phút, hộp mực của nó thì có thể in được từ 6.000 cho tới 12.000 trang tiêu chuẩn. Đây mình mở ra ha, cái này là khay tay này. Đó. Các bạn bỏ giấy ở đây. Có thể bạn bỏ giấy A4 đó. A4 là 3 đó, khay tay ấy. Đây, để này lên ha. Đó. Để đây, để ngang nha. Đó, in. Ha. Cái này là khay khay dưới ha. Đây. Để A4. A4 cái này để ngang nha. Còn A3 đó thì bạn kéo này ha. Để chút xíu cho mình lấy A3 mình nói luôn. A4. Ở đây. Chỉnh đúng A4, xay này A4, A3 thì mình xay là A3 ha. Này A4 mình xay là A4. Còn những cái khác thì à, nó nhiều lắm. Gắn để cao lên rồi ha. Rồi, bước vô. Mình mở này ra, bóc này nè. Mở mực ra ha. Đã mực, lấy mực ra. Còn mực này rất lớn các bạn. Nó in A4, A ngang. Đó, mực. Ở trong rất là mới nha. Đó. Bỏ vô. Đây là cái bộ in đảo mặt. Nó những cái đồ mà nó lớn đó, hàng rồ thì thường là nó có option. Còn những hàng mà nhỏ nhỏ thì nó làm sẵn trong máy luôn. Cái này nó option. 6 lít ở đây. 6 lít đây. Có một lỗ cắm nguồn ha. Lỗ LAN và USB. Đó, LAN á thì mình lấy cái cục này. Cái cục này mình thu wifi. Hoặc là bạn sẽ cắm dây LAN từ cái modem á, cắm vô lỗ này á, thì bạn in wifi được. Còn mình dùng cục thu wifi á, thì mình cài đặt và in qua wifi luôn, ok hết ha. Máy không cần gì phải cắm vô trong cục modem mà cắm thông qua cục này. Modem của mình á, nằm ở ngoài ha. Đó. Nói gì vậy? Bây giờ thì bật máy ở đây. Đó, nó khởi động lên. Đi. In rất nhanh nha bạn, êm lắm, 6 tờ in dèo dèo luôn. Giờ mà mình muốn in hai mặt á thì mình phải nhét cái option vô. Green 8630 chọn Roberti Vini hai mặt, ok. Cái này mình hai mặt rồi mình chọn ok. Thank you.
in hai mặt tự động là nó sẽ rút vô rồi đó bạn. Rút vô. Lúc đấy là 6 tờ thì bây giờ nó còn 3 tờ. Nó là 6 tờ thì bây giờ là còn 3 tờ nó in hai mặt tự động. Lúc nãy là mình in A4 thì bây giờ mình chuyển qua in A3. Đó. Cái khay này á thì nó cái máy này là A3 nhưng mà nó thuộc dạng là nhỏ gọn. Vì thế mình muốn in A3 đó thì mình kéo này ra. Đó. Lúc đó bạn kéo này ra. Đó, ngay cái chữ A3, ngay cái A3 đây. Rồi mình chỉnh cái chỗ này thành A3 luôn, xay chỗ này nè. Đây nè. Đó, rồi. Để giấy A3 vô. Ủa dơ quá. A3 đúng khổ á, là từ đầu này nó tới đầu này là đúng luôn á. Đó. Bây giờ mình cho in một file A3 ha. In một mặt trước. File chọn 86A30 Robert T. Mình chọn A3 Finish một mặt. Ok ha. Rồi Z. A3 thì mình lẫn này à. Sáu tờ. Đó. A3. Rồi bây giờ mình cho nó in A3 mà hai mặt. Cập này lại. File Green 86A10 Robert T. Mình chọn A3 rồi. Finish. Hai sai. Ok. Ok. Yes. Mở này lên. Đấy, đã in hai mặt. Hai mặt là option nha bạn. Đấy. Rất là nhanh. Nhanh mà đẹp. Máy in này á, là nó nhỏ gọn. Nếu mà có kẹt giấy á, thì bạn mở này ra. Đó, lôi cái loại mực ra. Đó. Thì cái chỗ nào mà xanh xanh á, xanh xanh vậy nè, đó, bạn nhấc lên, bạn coi kẹp giấy. Hay là gì đó, chỗ xanh xanh này nữa nè. Đó, cầm lên này nè, để vệ sinh nhá. Cái này là cuốn giấy tay. Rồi bỏ mực vô. Có nhiều người không biết bỏ đúng ở đây này. Cầm này nè. Bỏ vô thôi, đó. Nhấn cái cực này cái, rồi xong. Đó, vậy. Còn cái này
thay tay ha. Thay tay A3 thì bạn đã đây. À. Bạn in A3 được. À, in A3 đây thay tay đây. Hai tay in in hai mặt hai mặt thì cũng giống nhau. Ok. Yes. In cái giấy có chữ rồi đỡ hao. Cái này test thôi. Thử in một mặt và thì nít một sai. Ok yeah. In rất là nhanh, hết giấy. Ở đây nó báo chưa hết nữa nha. Hết giấy rồi bạn bỏ giấy vô rồi nó tự động in tiếp thôi. Zin của nó là chữ Nhật nha. Rồi mình có ghi bằng tiếng Anh ở đây nè, tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng được. Đó. Ghi banen dễ chỉnh lắm. Ở trong menu thì tiếng Anh nha. Đó. Control menu, paper swap nè, standard menu nè, layout menu nè, quality menu nè, display menu nè, đó. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Rồi mình tắt đó, thì tắt ở đây đó, chỉ có nhiêu đó thôi.